chịu hồi cũng lông bào chua. Ôi cô anh đi con, anh đi đó, anh đi rồi để anh biến cho nó bự lên nha. Rồi rồi phép thử phóng đó. Wow, hay dạ, hôm nay em có gì chơi chán thiệt chứ. Hay dạ. Ê chào Minh nha. Ủa sao bữa nay ngồi chơi mình kỳ vậy? Bữa nay em buồn quá anh Tân ơi, em có gì chơi hết trơn á. Ê anh có hộp đồ chơi nè, hai anh em mình chơi chung đi. À được á, được á. Wow, có hộp đồ chơi nè. Đồ chơi này là khủng long hay đầu là dữ không? Wow. Có trứng nữa kìa. Con này nó đẻ trứng gà, nó đẻ trứng được. Ở giờ mình khui ra đi coi có gì trong ấy. Wow. Con này nó dán keo rồi, em lột keo ra đi. Lột keo ra. Sao mà lột đây? Sắp ra rồi, sắp ra thôi. Sắp ra rồi. Ui, khủng long ơi, khủng long đây là cái mình khủng long hả? Ủa sao cái này khủng long gấp ghép? Trời đất ơi, tưởng là nguyên khủng long. Ủa vậy mình gắn vô coi. Cái này gắn sao ta? Cái này là cái đuôi đó nè. Không, cái này gắn trên đây nè, phải không ta? Cái này là cái cánh, phải gắn ngang hông. Quên nữa, cái này cánh mà. Rồi đâu mình ráp vô coi. Trời ơi, sao mà nó sức luôn vậy? Cái này gắn cái đầu, này là cái đuôi. Ôi, vô rồi nè. Được, được, vô khớp rồi đó, vô khớp rồi đó. Rồi, cái cánh, cái cánh nữa. Cánh đó. Cánh kỳ ấy. Ủa, mình gắn lộn rồi. Cánh này nó phải qua đây. Ủa đó. À, đúng rồi, đúng rồi. Gắn lộn cánh. Đúng rồi. À này gắn vô đây. Đánh vô, đánh vô. Sở vô luôn. Rồi vô rồi. Ui. Ê, khủng long này nhìn coi hoành tráng quá vậy. Wow. Rồi nó có hai đầu mà có cánh nữa. Được, được. Ê, anh nghe cái bà bán nói cái khủng long này đi được nè, để anh mở công tắc anh thử nha. Rồi ok. Nó đi được kìa. Ôi. Khủng long xịn nha. Ủa sao nó không có đẻ trứng đã? Nó có khuôn cái cánh rồi. Gắn lại. Sao nó không có đẻ trứng ta? Sao bà bán nói là nó có trứng hả? Ôi ra kìa. Ôi trứng. Ui trứng rồi. Ôi trứng đâu ra thấy vậy? Khủng long này dữ ghê luôn á mình. Đúng rồi đó. Khủng long này chiến này vô địch luôn á. Ôi vợ mình lấy cái con khủng long này á, rồi xong mình đi quýnh mấy con khủng long kia đi anh Titan. Ơi mà nó nhỏ quá à, sao mà nó đi quýnh được? Nó là đồ chơi mà. Em có ý tưởng gì không? Hay dạ, giờ sao ta? À, em biết gọi anh Titan ơi. Hay bây giờ á, anh Titan biến cho con này nó bự lên đi. À đúng rồi, trời ơi. Hôm nay anh có phép thực biến cho nó bự lên, chưa kịp xài luôn. Bây giờ anh sẽ thử xài liền cho con này. Rồi đi thôi, bây giờ đi vô lòng. Mà khoan nữa, sao cái vụ con này nó thua rồi sao? Không sao, không sao, không sao. Anh có chuẩn bị kho vũ khí đó. Không, không, không có gì. Nè, cây súng. Cây này bắn dữ lắm nha. Rồi, đây là trái lựu đạn. Được đó. Lựu đạn này có thể tiêu diệt mỗi con quái khủng nha. Đó, yeah. Còn cái này, quả cầu thu phục. Khi mà nó yếu à, thu phục nó vô trong đây. Rồi, đi thôi. Rồi, đủ vũ khí rồi, đi. Gom vô. À, quên gom nữa. Rồi, đi. Anh ơi, con cũng lăn tè. Cũng lăn rồi. Bây giờ, em để xuống đi. Rồi em bỏ xuống rồi. Rồi để anh biến cho nó bự lên nha. Rồi. Rồi phép thử phóng đó. Wow. Con khủng long của mình nó đang quýnh khủng long kia coi. Quýnh đi. Ở đâu à? Quýnh. Yeah, thắng rồi. Em tôi quả cầu phục đấy, tôi phục khủng long đó mới được. Đi. Ui, tôi phục khủng long. Rồi. Xong rồi, bắt đường khủng long đi gọi. Ơi, góp gì kìa? Góp gì? À, góp bánh đó. Chạy lượm. Lượm rồi. Bánh đây nè, bánh nè. Cái này giống cái hòm xác trong Liên Hai ha. Đúng rồi, đến cô ạ. Nè, có bánh nè, ăn này. Ê, bánh phơi tây ngon lắm nha. Để ăn coi. Ngon không? Ngon. Ngon. Bánh phơi tây lúc nào cũng ngon. Ngon quá. Thôi giờ khủng long mình nó mạnh rồi, bây giờ mình đi sang khủng long khác đi cho có nhiều bánh thôi em. Đúng rồi, khủng long mình quá dữ rồi. Đi kiếm em nhiều khủng long nữa. Thì nãy giờ không thấy khủng long nào của mình nè. Bây giờ nãy em ăn bánh, bây giờ em thấy khát nước quá anh Titan ơi. Ê, đâu có đem nước đâu. À, anh biến được, anh biến ra chai nước. Anh biến đi. Cầm giùm anh đây, cầm giùm anh đây. Rồi. À, phép thực, phép thực. Điên chai nước. Rồi. À, ra rồi. Để em uống miếng nước đi. Nè, em uống trước đi, anh uống sắp. Để em uống nha. Hên quá. Biến ra được chai nước chứ hồi nắng gì mệt lắm. Nước này ngon à, ngon. Bây giờ là mình đi quýnh khủng long bào chúa. Hôm kia mình quýnh khủng long bào chúa bên đây nè. Đúng rồi. Ôi trời trời trời, khủng long bị gãy cánh rồi. Không sao, khủng long xịn lắm. Đi đi đi. Chứ khủng long bào chúa bạn không ra luôn. Ở kia có chỗ mát thì mình lên mình nghỉ ngơi xíu. À đúng rồi. Này nóng quá. Anh Titan ơi. Sao? Anh biến con khủng long này cho nó bự lên đi, em khoái nó bự quá à. Dễ thôi, anh cũng khoái nó bự nữa. Thôi bây giờ là để anh mở cái công tắc cho nó bò ở ngoài kia đi, anh biến cho nó bự. Cái này bự cũng được rồi. Thôi, đi đi. Ôi, kìa anh biết hay chưa, anh biết nó bự rồi kìa. Ủa mà cái anh sao sao mắt khủng long nó màu đỏ kìa. Ủa nó còn bắn mình nữa kìa. Trời ơi, khủng long này chắc nó bị thắt áo rồi đó, chạy đâu ơi, chạy. Khủng long thắt áo với mình. Ủa anh Titan cho em hỏi cái này nha. Sao? Ủa con khủng long á nó bị hắc ám rồi, bây giờ kiếm cách nào đi mình hung khủng nó lại đây nữa đây. Theo anh biết chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là phải đánh bại nó. Nếu mà cách nào để mà đánh bại nó đây? Bây giờ là mình thôi, bây giờ mình đi lại kia mình bắt khủng long bọn chúa đánh với nó. Còn cách đó thôi, cái này được á. Thôi đi đi đi. Khủng long bọn chúa nó bắt anh kìa. Anh hung khủng đó đi, em không có súng của em ta. Anh bắn cho hụt thật gì chứ, em có đồ đạn phụ anh đi. Không có nữa. Nó lăn rào. Ê, 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 thôi. Anh không có đi, anh không có đi. Không có đi, không lâu. Ê, con thích kìa, đưa bánh. Ai có bánh? À, có bánh. Ờ, đỡ buồn quá. Ơi chỗ này nắng quá, lựa chỗ mát rồi khui bánh ăn đi. Đi. Bánh này cắt ngon á, bánh của khủng long bò chúa nè. Khui đi mình. Ôi để em ạ. Bánh này rất ngon như lắm á. Khui bánh nè. Bánh này bánh gì ta? À chỗ này có bịch bánh nè. Ồ, ngon. Ôi trời, bánh hết luôn rồi. Vô đi. Rồi, xuống ăn mình ha. Bánh khủng long bò chúa mà. Ôi, khủng long bò chúa ngon à. Ôi, bánh gì, bánh cá hả? Ngon. Ngon dữ vậy? Đúng là khủng long bào chúa lúc nào cũng ngon. Đúng là con xịn, con xịn phải có bánh xịn. Đúng rồi. Ngon. Thôi ăn xong rồi mình lấy khủng long bào chúa nào đếm con khủng long hắc ám kia. Đúng rồi. Mình phải thu phục lại đồ chơi của mình. Chính xác luôn. Gặp khủng long hắc ám rồi. Mình ơi. Chịu hồi khủng long bào chúa. Ôi cô. Anh đi con. Anh đó. Anh đi. Thua rồi. Để anh kêu riêng. Anh kêu nó đi. Anh thích xung quanh thủ trận. Thằng con. Thôi lên. Thôi lên. Yeah, thằng con. Cậu như cái người hồi nãy, làm sao cái người thông như vậy đâu. Ôi các bạn ơi, con khủng long bạo chúa có thể chiến thắng được con khủng long bạo chúa hay đầu có cánh hắc ám hay không? Mời các bạn cùng xem ngay trong game thì nó đúng hơn đó. Rồi chuẩn bị nha, trên màn hình các bạn bây giờ là con khủng long bạo chúa và một con khủng long bạo chúa hai đầu có cánh nha. Chuẩn bị trận chiến bắt đầu nha. 3, 2, 1 vô. Ôi cố lên. Để mình di chuyển lại góc gần cho các bạn coi. Khủng long hai đầu bự quá các bạn ơi. Con khủng long này nó là hai đầu nha các bạn, mà nó có cái cánh bay nó là dữ thiệt luôn á. Con khủng long đang cắn một đầu của con khủng long bên kia. Đúng rồi, hai đầu nó liệu nó có chiến thắng được một đầu hay không? Cố lên. Rồi nó té rồi, nó hai đầu cái nó bị nặng quá. Nó nặng một bên rồi té. Nó đang cạp rồi kìa, là khủng long hai đầu thắng rồi các bạn ơi. Đúng rồi đó, khủng long hai đầu mạnh thiệt á. Bây giờ được rồi, nó chiến thắng cho nên là bây giờ là mình sẽ tăng số lượng khủng long của mình lên nha. Khủng long bạo chúa của mình lên, mình sẽ tăng lên là 5 đi. thử trước hai con đi Vinh. Ok. Thử trước hai con. Bây giờ là trận chiến giữa hai con khủng long bạo chúa và một con khủng long bạo chúa hai đầu có cánh như các bạn. Trận chiến giữa bi kết bắt đầu nha. 1, 2, 3 vô. Hai con này cũng là một đầu hai đầu. Đây là đều là khủng long bạo chúa hết nha các bạn, nhưng mà con này là nó hắc ám, nó có hai đầu, nó có thêm cái cánh nữa. Lực chiến nó tăng lên không biết bao nhiêu lần luôn. Liệu hai con khủng long bạo chúa có thể chiến thắng được con hắc ám này hay không? Cái cánh của con khủng long hai đầu nó đang quạt quạt cho mấy con đó không cắn được. Rồi chiến thắng rồi, yeah. Vậy là đội bên khủng long một đầu thắng rồi các bạn ơi. Đúng rồi, vậy là hai con khủng long bạo chúa nó có thể chiến thắng được một con khủng long bạo chúa mà hai đầu có cánh nha các bạn. Rồi trận chiến của mình đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho anh em mình một like, một đăng ký nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.